Người thấy không? Như vậy là mình đã vừa làm được một cái nguyên liệu để mình tiến hành ướp cho cái món cá nướng của mình ngày hôm nay nhá. Hôm nay mình sẽ làm cái món cá nướng siêu cay. Thì để vừa đây là tất cả nguyên liệu mình cho vào là hành, sả, gừng, rồi ớt, tỏi thì mình giã vào đây. Bây giờ mình sẽ cho thêm vào đây một chút hạt lêm cho nó thêm đậm đà được con cá nữa. Chút bột ngọt nhá. Và không thể thiếu được đối với cái món cá nướng nào sẽ phải có thêm một chút đấy, gọi là cái sa tế. Mình sẽ cho vào đây một ít sa tế nữa. Sau đó mình sẽ trộn đều tất cả các nguyên liệu này. Thế là mình đã hoàn thành được cái nguyên liệu để mình ướp cho cái con cá của mình nhé. Bây giờ mình sẽ ướp cái con cá của mình để tí mình tiến hành mình cho mình nướng nhá. Ở đây thì mình có một cái con cá quả đây rồi đấy, mình đã mua về mình làm sạch và rửa sạch tinh tươm hết tất cả rồi. Mình sẽ cho các nguyên liệu của mình vào để mình ướp cùng với nhau. Bây giờ mình sẽ đeo thêm cái bao tay vào để mình trả sát tất cả nguyên liệu của mình lên trên người con cá nhá. Vì là cái này nó rất là nhiều ớt ấy. Thế nên là nếu mà không đeo bao tay vào ấy, mọi người sờ tay xong một tí mà không may mà sờ vào đâu trên cơ thể mình rất là nguy hiểm đấy. Để cái món cá của mình nó được ngon ấy, thì mình sẽ ướp ở đây trong vòng khoảng tầm 1 tiếng để cho con cá của mình nó thấm sâu gia vị đi. Trong cái thời gian chờ đợi thì mình sẽ đi làm các cái công việc để chuẩn bị cho cái bếp nướng con cá này nhá.
Cuối cùng thì cũng đã xong. Cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thiện xong cái con cá nướng của mình. Rất là tuyệt vời, mọi người nhìn xem. Đấy, cái nóng nó bốc lên rất tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái quả này, xem cảm nhận cái kết quả của nó ra sao nhá. Mọi người cùng cho cảm tưởng nhá. Ngon lắm. Ui, cái thịt cá nó đanh này, nó dính này. Ui, ngon lắm. Tuyệt vời luôn. Rồi, mọi người trông nhá. Đây, miếng thịt cá. Mọi người trông chưa? Rất là ngon. Mình sẽ chấm cùng với cái nước mắm này nha. Đây là cái mắm tỏi, mình sẽ chấm cùng với cái nước mắm tỏi nha. Thêm cái đào thơm nữa. Phải nói rất là tuyệt vời luôn. Không có gì. Giờ mình sẽ đường miếng này. Đây mọi người trông. Đấy, cá này. Còn với rau thơm, chấm với cái nước mắm mình nhá. Có một cái cảm nhận này, cái thịt cá thì ăn vô cùng chắc, và mọi người nướng thật lâu thì cái thịt nó săn lại, cảm giác ăn nó ngọt thịt và nó dai cái thịt rất là ngon, rất là tuyệt vời. Đây cho mọi người cả thấy cái miếng thịt cá này, mọi người nhìn chưa, đây cái miếng thịt cá này rất là chắc luôn, chắc dã man luôn đấy. Đây cái thớ thịt mà. Khi mọi người ăn thì nhớ ăn thêm cùng với cái rau thơm nhé. Cái món này phải có rau thơm mà nó ngon. Một cảm nhận của mình, món này ăn rất là tuyệt vời luôn. Nếu mà mọi người ai mà có thời gian rảnh mà làm cái này thì rất là tuyệt. À, mình nướng cũng phải mất tầm phải tiếng rưỡi ấy mới xong được con cá này, bởi vì mình nướng rất là nhỏ nhỏ lửa và mình nướng cao, mình không nướng thẹt dưới. Thì nướng như thế thì có cái tác dụng là cái thịt của mình ấy, cá của mình ấy, nó sẽ dần 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 nó khô khô nó săn lại, và đến lúc ăn thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Để tránh mọi người nướng to thì nó chín ngay, nhưng mà cái thịt nó ăn nó sẽ không được dai và nó không được chắc thịt, nó không ngon. Mình sẽ thử thêm một miếng nữa nhé. Thực sự là đây là một trong những cái món trải nghiệm tuyệt vời luôn ấy. Đấy mọi người nhìn không, cái da cá này mình nướng đến mức độ mà nó dai lại, nó săn, nó dai lại như thế cơ mà. Rất là tuyệt. Cho mọi người coi, tuyệt vời lắm. Mình bóc cái da ra nhé, phải ăn cái da này ngon hơn. Mình đang ăn ngay tại cái vị trí mà chỗ bếp mình nướng ấy. Mình rất thích là làm xong ăn luôn tại cái vị trí mình làm ấy. Đấy sẽ tuyệt vời. Một đặc điểm nữa là ngày hôm nay mình nướng hơi cay. Bởi vì mình nướng siêu cay mà. Cho rất là nhiều ớt và sa tế, mọi người nhìn nó đỏ quầy thế không, nhưng mà ăn ngon lắm, ăn thơm ngon lắm. À, nếu mà ai mọi người không ăn được ớt nhá thì đừng có làm theo cách này nhá. Mình cũng ăn được một chút ớt nhưng làm theo cách này là mọi người bỏ nguyên con cá đấy, phí lắm. Như vậy là cái món cá nướng của mình đến đây đã hoàn tất rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nha. Nếu cảm thấy video của mình hữu ích thì nhớ bấm like, comment cũng như chia sẻ mọi người cùng xem nha. Và nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. À, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của mình nha.